Rồi, chào quý, xin chào bạn ha. Ta đã được 2 giờ. Sau khi một thời gian nghỉ Tết rất là dài. Và bây giờ quay về Sài Gòn. Trở về công việc thường ngày rồi. Xe bữa lên nó hết xăng rồi nè. Ta đi tìm chỗ để xăng thôi. Đang chạy xuống đường Nguyễn Kiệm, xuống cái ngã năm mà bây giờ nó thành ngã 7 luôn rồi ha. Ngã 7 Vườn Chó. Ngã 5 Vườn Chó ngày xưa bây giờ thành ngã 7. Biết nó ngã 7 hay ngã 6 luôn. Mà nó quá nhiều ngõ ha. Trong đó có hai cái ngõ cấm ha.
thấy đang cho nghỉ quá thì nghỉ. Rồi chuyện cáo gì với Grab, Uber không biết tới đâu rồi. Đây là được 93.569 tiếng ha. Còn tầm khoảng đi được khoảng 400 cây nữa. 400 cây nữa thì sẽ đổ xăng. Ê thay nhớ. Bữa mình về dưới mình đi quá trời đi rồi.
chạy vô rồi bỏ không chạy bỏ hành trang lên đó. Chơi nhiều hơn đi làm, muốn làm đâu đi.
Rồi, tới ngã tư Võ Thị Sáu và năm thì Khởi Nghĩa nè. Chắc mình dừng video này, mình qua video mới nữa ha.